Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại Thánh Sủi LTL. Hôm nay mình sẽ chơi một trò Pokemon fan make mới bạn ơi, là Pokemon Anew. Thì con game này được mệnh danh là Gen 1 fan make remake các bạn ơi. Đó là bối cảnh là Gen 1 Pokemon nha. Nhưng mà nhà phát triển nó thêm vào đây là tận Pokemon của Gen 9 luôn. Trời ơi, khá là một cái sự chấn động bạn ơi. Và đồ họa mình đã xem trailer rồi, nó rất là đẹp bạn. Nó cực kỳ là đẹp luôn. Đó, giờ chúng ta sẽ vào chơi nha. Và bây giờ con game này đã có tiếng Anh nữa bạn. Dạ, chúng mình sẽ vào chơi, chọn New Game nhé bạn. Đây chỉ là hướng dẫn sơ sương thôi. Đâu, ở đây là diễn giải đầu game đúng không? Đây, Hollywood đây. Chúng ta được chọn cả ba nhân vật luôn. Yellow nè, green nè, yellow và red nè bạn. Theo tên truyện nha. Còn nếu mà thế mà theo tên game thì nhớ này tên là Leap các bạn. Nhớ này tên là Leap. Chắc chắn là phải giữ đúng truyền thống các bạn, phải chọn thằng Red đó bạn, giữ đúng truyền thống thôi. Đó, giữ đúng truyền thống nha. Còn bạn nào muốn phá cách thì các bạn ơi chọn hai nhân vật còn lại. Rồi, tên thì vẫn để mặc định thằng này là để tên Azu đấy bạn. Game gợi ý sao thì mình cứ dưới vậy các bạn. Cũng lừa, hơi bị lừa đặt tên cho Google lắm. Đây, cái gì đây? Chọn Game Mode. Classic Mode là chỉ duy nhất Gen 1 và Gen 2 Pokemon. Complete Mode, chế độ hoàn thiện tất cả Gen Pokemon. Radical Mode, tất cả Gen Pokemon và kèm chế độ HD. Ôi rồi, con game này mà mới vô mà các bạn mà chưa tìm hiểu mà các bạn chưa HD là các bạn bị hành sấp mặt nha các bạn. Đấy, mình chơi Complete Mode thôi. Đã có độ khó chơi tương xương xương trong này rồi. Đây là cái gì đây? Không bị hạn chế bất kỳ bởi một cái quy luật nào. Còn Nunlock là nếu mà Pokemon của bạn bị thua cuộc thì nó sẽ chết. Thôi. Bủ lờ mau, đắt bủ bủ lờ mau. Chọn cái này nha, Normal Mode nha. Ai chơi Nunlock Mode thì tự biết nha. Mình không biết cái đó rồi. Cái đó mình không biết à. Bạn tự xử nha. Để là mình chỉnh lại xíu nè. Custom. Nào mình chỉnh lại xíu nè. Home address. Ok. Tốc độ khá là ok đó. Poison. Sao chạy nhanh dữ vậy ta? Mình không nghĩ nó sẽ chạy nhanh như vậy đâu bạn. Ok đi. Đó, bạn thấy không? Đồ quả cực kỳ là đẹp luôn. Thấy nó hơi nhanh sao cái tốc độ này. Cái option ở đây mình quan trọng là cái này nè, Rinse K nè, chọn Horn thử coi. Giữ thì nó sẽ mới tự chạy đúng không? Còn nếu mà ấn cái kia thì nó sẽ tự động chạy luôn. Thôi chọn này được rồi. Ok, rồi vậy đi. Nó tự chạy vậy luôn các bạn, chứ còn giữ bàn phím qua để nó giữ nó chạy thì hơi bị mệt tay đó. Rồi, chúng ta sẽ lên đây đụng độ giáo sư Oak đúng không? Này, ông ta sẽ cho mình con starter đầu tiên. Như mọi người thôi, starter Gen 1. Thì đây là bản Kanto Remake mà các bạn. Nhưng mà được cái là nó update tất cả Pokemon của tới Gen 9 vô thôi, khá tuyệt vời. Grandpa. Mình thấy có một cái cò quả bóng ở góc kia nữa, mình không biết là cái gì nha các bạn. Thế mình xem coi nó là con gì. Thường những con game xem một hay cho á, nếu mà tách gửi hay là còn là con Eevee hay là con Pikachu nè. Đâu mình xem coi. Pikachu các bạn ơi. Pikachu á thì các bạn có thể là nếu các bạn thích cái kiểu mà chơi mà Red mà cầm Pikachu ngay từ đầu game đó để check khe luôn á thì không sao, nhưng mà các bạn sẽ rất là khó khăn ở Gen 1 và khó khăn ở Gen 1 nha các bạn. Đó, nếu bạn không có tìm được con hệ giác đấu mà còn một con hệ cách khắc với hệ đá thì các bạn khá là khó khăn trong Gen 1 đó. Đó, còn ở đây chỉ là Bulbasaur đây, còn Charmander đây và con rùa đây. Mình thì vẫn muốn giữ nguyên truyền thống của bộ game là câu chuyện, bộ truyện luôn các bạn ơi. Đó chính là thằng Red sẽ chọn Bulbasaur đúng không? Thằng Blue này nó sẽ chọn Charmander và con nhỏ
Liệp Kiền nhớ nhớ trong game trong chuyện đó là Blue, thằng này là Green đúng không? Nhưng trong con game chơi game hình như con nhỏ tên là Liệp các bạn. Là chiếc lá đó thì nó sẽ chọn là con rùa nước. Đó, nhưng mà mình sẽ chọn là bua sói các bạn. Các bạn trước giờ mình biết rồi, game một mình cực kỳ thích nhất là bua sói các bạn ơi. Đấy, mình sẽ chọn bua sói. Tại vì sao mình không chọn Pikachu? Tại vì Pikachu các bạn có thể bắt được. Pikachu các bạn bắt được ở khu gần trước khi đến BB City á, đó là khu gần của Pikachu. Chắc chắn sẽ các bạn sẽ bắt được Pikachu đó. Đó, các bạn sẽ bắt, chắc chắn các bạn sẽ bắt được Pikachu đó nên các bạn không cần thiết phải bắt Pikachu làm starter ngay đầu game đó bạn. Nếu các bạn lấy starter ngay đầu game mà thì hơi thọt đó. Hãy chọn hãy cỏ, mình thích con Bulbasaur. Hả? Nói không nhanh quá vậy đâu. Bạn định đi ra khỏi chỗ này với chỉ sử dụng con Pokemon đầu tiên của bạn. Đừng có lừa dối như vậy. Hãy xem một trong hai chúng ta ai sẽ là người mạnh hơn. Để mình biết chắc nó sẽ chọn Charmander hết bạn. Trong xem một là chỉ có Bulbasaur là có song hệ các bạn. Song hệ từ đầu từ cấp 1 luôn nha, chứ mình không có tính song hệ sau này nha các bạn. Song hệ tiến hóa lên thì không nói rồi, đây song hệ đầu tiên luôn á, chứ là trước khi tiến hóa đó. Ồ. Dạ, mình thua rồi. Đầu game mà thua cái thằng này luôn. Thọt thế nhờ. Đầu game mà thua luôn rồi. Nó tán đào quá. Ok, không sao. Đầu game thua chỉ là một chuyện bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ phải là sao ta? Chọn này thì nó đi bộ thôi, hay chơi đi bộ đi. Nhiều khi đi bộ mình thấy nó cũng hơi nhanh này, chứ không cần thiết phải chạy đâu bạn. Chạy thì thấy nó hơi nhanh nữa. Ô, đứng bị đốt. Nếu bạn nào đam mê Pikachu các bạn có thể bắt trong khu gần ở trước khi qua thành phố BB City á. Đó, chắc chắn các bạn sẽ bắt được Pikachu đó. Tại đó là quê hương của Pikachu mà. Thì trong game lẫn ngoài chuyện luôn. Đâu, nói chuyện với bạn này để lấy một cái poison đã nào. Oh, Tinimuros. Bò mua sò đi sau lưng thấy ghét thiệt chứ. Thôi không nên đánh con này. Chưa có tuyệt chiêu hơi cỏ mà đánh mấy con hơi bay là chỉ có thua thôi nha bạn. Trước khi chúng ta quay về chúng ta phải tới thành phố này đã. Đây, Brilliant City đây. Chính là cái nơi này mà nó gọi là cái gì đây bạn? Chẳng trên này sẽ có khu gần của Pikachu là Brilliant Forest đúng không? Rồi, để mình thử xem nó cho mình cái cần câu nè. Cái cần câu đâu rồi? Đây, để mình xài thử rồi. Xem có bắt được con gì các bạn. Câu được cả con này luôn này. Bây giờ mình chưa có Pokeball. Thôi cứ từ từ. Ồ đây đây nhỏ Leap nữa bạn. Đây đây nó đây. Leap đây. Trước khi từ từ mình sẽ vào đây mình xem có gì nhặt không đã. Đây, White Rush là gì đây? Item gì đây? Chứ mà item gì nhỉ? Gì đây? Ô, cái kiến. Đây là giáo viên à? Câu hỏi đầu tiên.
Hệ bay có thể khắc chế được hệ nào? Đương nhiên hệ cỏ, côn trùng và giác đấu rồi. Onyx là hệ đất và hệ đá. What time cream poison antidote, cái nào có thể giải được độc? Khá thú vị đấy. Đây chính là gym của thằng boss gốc Castlevania nữa bạn. Gì đây, Pokédon? Mày không biết Pokédon thì mới làm gì nha bạn. Nhưng mà trong chuyện thì dòng khi mà xài Pokémon á thì ném ra đi giữ cái đám Pokémon quan giả đi chỗ khác. Chắc chắn là mình phải nói chuyện với thằng Liv rồi. Nhỏ Liv chứ. Đây, nhỏ Liv đây. Đúng rồi, nhớ là tên Liv, trong game là tên Liv. Đây, ông nói quay về gặp ông tiến sĩ rồi, bây giờ mình cũng phải quay về ông tiến sĩ hả bạn. Làm gì mà căng dữ vậy ta? Chạy hơi nhanh luôn các bạn thấy. Một cái poison. Đây, chúng ta sẽ quay về gặp Professor Watt. Đây là ba cái Pokédex đến từ vùng Hoenn. Phải, Pokédex đến từ của vùng Hoenn chứ. Hoenn là Gen 3 đó các bạn. Nhưng mà con game này đạt được tất cả Pokémon của Gen 9 luôn rồi. Đấy, mình nhận được một cái đét rồi. Poké Vial Key Item. Mình chưa biết cái Poké Vial là cái gì nha. Ok, mình thấy bây giờ tốc độ chạy sau cái lúc này thì bắt đầu chậm lại đó bạn. Ok, giờ tốc độ này là ok đó. Cho mình xem. Cái gì đây? What the hell? Hill và travel nữa chứ. Có phải mình có thể bay được luôn này. Có phải. Ok, rider. Oh, mình có sẵn một cái rider luôn này. Mình có thể bay ngay từ đầu luôn. Hàng gì? Bật travel lên, mình bay thẳng lên tới Brilliant City luôn. Quá tuyệt vời, con game này quá tuyệt vời, mới vô đó có chiếc fly rồi. Để khắc chế được con game này thì chúng ta sẽ vô control xíu bạn. Mình vô control xíu.
mình sửa register hình chưa ạ? Bật cái này lên nha. À, nút A đi. Ok. Đó, thuận tay hơn các bạn. Ôi trời ơi. Uber show chưa có chưa vẫn chưa có được chưa hay cỏ. Từ từ. Uber show chưa có thì chưa hay cỏ. Một cần câu Orgon cần câu cũ kỹ vậy mà đó. Câu tại những con khủng hoảng không trời. This spider, con nhện nước. Ê, mạnh vậy. Giỡn, không giỡn các bạn, Pokemon này hơi mạnh á. Đánh nó là coi như thua đấy. Mình có hệ độc á, cũng đỡ hơn là mình có hệ độc nên mình không sợ 100% hệ sâu bọ chứ không, mình chỉ đơn thuần hệ lá là thôi rồi luôn rồi. Nó cắn phát thì chơi sâu thì chỉ có đi thôi bạn. Đâu, để mình vô đây mình cày level xíu coi. Oh, it attack. Nidoran cái. Mình có cái hồi máu không cần phải vô một cái sensor, vô cái main sensor đâu bạn. Mình có cái hồi tại chỗ được luôn á. Ấu. Hãy lộn. Pokemon. Ngon. Hết gặp đi đâu anh cái giờ gặp nó được. Ôi trời ơi. Áo. Thấy mỡ. Ôi trời ơi. Con này khó bắt vậy. Mình thử cái này thử coi. Yes, heal đàng hoàng luôn. Heal full máu lên. Chắc là 7 mới có tiếng chiêu à, lá nhỏ các bạn.
mình mất attack rồi. Chua thế. Ôi vãi. Thì chiêu hả? Hãy cỏ hay đúng rồi đó, nhưng mà thì chiêu là thì chiêu trồng cây hút máu chứ không phải là thiệt chiêu là gì. Thấy bờ rồi. Mua sau này hơi đuôi hơi tạ đó bạn. Chưa có thiệt chiêu à, roi mây. Dự kiến là mười mới thiệt chiêu roi mây đó bạn. Monkey đây rồi. Tức là cái Pokemon Battle này sẽ hồi một lần cho chúng ta trong một lần thôi, cho chúng ta phải quay về Pokemon Center để nạp. Trời ơi, tức là một lần dễ như một lần phao cứu sinh các bạn. Chứ không phải lúc nào cũng sử dụng được liên tục. Giống như phao cứu sinh lúc mi cấp á. Đó, hợp lý. Như vậy cũng đúng bạn, làm như vậy thì nó ok hơn. Nó sẽ không mà làm cho game quá dễ mà vẫn không bị ỉ lại. Trồng cây mày. Tuy đây không phải là một tuyệt chiêu à, có thể gây sát thương lên mày nhưng mà sẽ hút máu. Từ từ. Đó. Dự kiến có tuyệt chiêu à, coi mày mới là 10, vua sau là 10 mới có được các bạn. Level 87 kinh nghiệm ngon. Đúng rồi, đi fighter. Hay còn có một quả bóng nữa. Ồ, level 9 đã có rồi, ngon.
tưởng là 10 chứ. Anh gọi là chính đã có rồi, ngon rồi. Ok, gọi là chính đã có thì chiều hay cỏ là ok đó. Tưởng là 10 cơ. Đây, Pokemon à. Bán gì đây? Bán 400 đồng một quả Pokeball à. Bình thường bán có 200 mà friend. Cái gì giúp đôi với tiền cơ đấy. 400 đồng một quả Pokeball. Mắc quá. Hơi mắc. Bị gấp đôi giá nha các bạn. Sao con câu tại mấy con Deep Rider này không đi chạy. Đâu bây giờ mình sẽ Yasta. Chú này lên đây. Đây chúng ta sẽ gặp lại thằng Green cho coi. Nó sẽ chặn đường đánh mình ở đây các bạn. Đầu trận mà để vua sao này lên thì không thể được gì các bạn ơi. Đây, để giờ Nilugan lên đi. Đó, mình biết ngay mà. Nó sẽ chặn mình ở đây mà. Full máu này thì hiểu full máu này hiểu full máu với tao này ấu đâu có dạy lấy ra đánh lấy vua sầu ra đánh với Charmander trời. Thấy bà bua so ra đánh này chỉ có thua thôi các bạn. Đấy bây giờ mình sẽ tiến tới khu rừng thôi. Về Pokemon Center heal một phát đã. Nilugan cái nha bạn, bỏ Nilugan cái nhà đi. Quên nữa, bỏ thêm con này ở nhà luôn. Này là gì? Leader Level.
Đây là những level của leader các bạn. Cao nhất của leader là 14, team lead thứ hai là 23, 30, 39, 49, 54, 59. Thì level thứ 8 66. Tứ thiên dương là 70 tới 73. Ủa là 75. Trời ơi, con game này khó nha. Hồi trước mình chơi đánh tứ thiên dương là bốn mấy thôi, bốn mấy hay năm mấy hết cỡ các bạn. Tứ thiên dương đây tới 70 mấy lần chùa đấy, không mới đùa được đâu. Cần đấy. Antidote này. Liếp đây. Vừa đánh viên liếp rồi. Monkey. Thì chưa vi giết thì là dịch ra là roi mây các bạn. Ăn roi mây này. Roi mây tiếp theo. Rùa mày ăn roi mây. Mình để khắc chế hoàn toàn con rùa này các bạn. Sector không thể nào tìm thấy được. Đây có Pokemon Hill nữa này. Thì theo các bạn không biết thì đây là một trạm dừng chân nha các bạn. Đây là một trạm dừng chân. Có bảng bán đồ nữa này. Đó chưa, nó nói là trong khu rừng này có Pikachu mà. Rồi, ok, mình xin kết thúc clip ở đây đi. Hẹn các bạn trong clip tiếp theo nha. Bye bye.